Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận cái gift code mới nhất nha anh em ơi. Cơ bản code này nó là code riêng đấy, cho nên là anh em sẽ cần phải truy cập vào trong cái group chính thức của Tiểu Yêu Tầm Đạo ấy. Thì vào 19 giờ hôm nay thì sẽ tặng cái voucher nhé. Có cái voucher nạp bằng cái app NinePay này nó khá là ngon, mình đã từng nạp rồi. Nó rất là nhanh và nó lại kiểu như là được chiết khấu thêm ấy. Thì nó sẽ lời hơn dành cho những em nào mà có máu đua top và có code cực ngon nha. Code mà đào tiên 200 ấy, tiên thiên linh thảo 20, canh kim 30, ngựa linh thạch 40, phù thiên diễn 80 và trái linh thú 2000. Ngon nhất là cái đào tiên 200 này thì chỉ có 50 code thôi. Còn lại 2000 code là có dẫn hồn chú, phù thiên diễn, nhưng mà không có đào anh em nhé. Ngoài ra là mình thấy có 20 cái voucher NinePay là ngon này. Và 10 áo phông. Ồ, có 10 cái áo phông liền á. Được đấy, khả năng là mình phải tranh giành cái áo phông mới được. Nhưng không biết là thể lệ làm sao thì chắc là trong buổi livestream này thì sẽ tiết lộ. Nhưng mà ở đây thì admin nó cũng có chia sẻ rồi anh em ạ. Nhưng mà ở đây thì admin cũng lưu ý là để tránh không nhận được quà thì mọi người phải sử dụng tài khoản phở bò quá ảnh đại diện và đã lập trên 3 tháng, tức là không được để chống ảnh đại diện nha anh em. Nói chung là anh em đừng có xài tài khoản clone là không được nha. Ok, thì đấy là cách nhận code mới nhất luôn. Và nếu như anh em nào mà lười không xem livestream thì nhớ đăng ký kênh và like video nha. Thì mình sẽ cố gắng xem like, xem được cái code nào không thì mình lên mình chia sẻ cho anh em vậy. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.